giới thiệu với các bác hai con ngựa gỗ chắc, chắc đỏ Việt Nam. Hai chú ngựa thì hàng này là ngựa đục, ngựa để bàn làm việc, nó nho nhỏ thôi. Bức này để bàn làm việc, có một bức này thì nó ngựa con nó hơi bé nhưng mà nó cao. Tính phần đế cũng như là phần cây cối là chắc này, nũa này thì nó cao, nhìn nó cao. Và cái chất gỗ nó đỏ đen, chất gỗ đỏ đen này. Đó, chất gỗ đỏ đen nhìn nó sẽ đẹp. Còn bức này thì gỗ chắc đỏ. Nó ngựa nó sẽ to hơn, nhìn con ngựa trông nó to và nó nhìn trông nó đầy đặn hơn. Nó có vẻ là oai hùng hơn. Đây, con này này. Con mình người ngựa nó rất là to, nhìn đây có nhìn hai con. Con này thì đứng trên đỉnh núi. Còn con này thì là được đục cũng ngựa hí, con này ngựa, hai con đều ngựa hí hết. Để bà làm việc đẹp. Con này được cái chất gỗ đỏ đen rõ ràng. Con này thì màu một màu lâu đỏ xích thố mã, quá đẹp. Ngựa đỏ không có một lỗi lầm gì, hàng đục kỹ nhá các bác nhá. Hàng ngựa chắc này phải đục kỹ. Đây mặt đây, các bác nhìn mặt đục rất là chi tiết. Hàng đục kỹ đẹp. Chưa tới độ là nói chung là nó hàng này thì là ok, chuẩn. Chọn từ cách chọn gỗ cho đến cái đường nét chi tiết người ta đục nó rất là hợp lý. Và nó cân đối, nhìn được, hợp mắt. Và khi mà để bàn cái bức này hoặc bức này để phù hợp để bàn làm việc này, để bàn được làm việc, để bàn trà phù hợp thì nó đẹp. Tôi đo kích thước, lấy kích thước đo này. Đo kích thước cho. Con này cao 43. Ngang của nó chiều này. Ngang của nó được 23, dày của nó được, phải được dày nhất của nó là dày của nó được 10-12. Đấy là đo cái khung gỗ. Cái này gỗ của nó đục tốn gỗ rất là nhiều. Đây đục kênh bong khoét này. Đây chân hoàn toàn là đục nghiền khối nhá, nghiền khối hết 100%, đục kênh bong ngoài móc quét rất là kỹ. Đây là con ngựa đực nhá, ngựa này chủ yếu ngựa đực. Kỳ đẹp luôn. Hai bức ngựa gỗ chắc này. Sắp tới tôi sẽ làm thêm một ít bát mã nữa. Có 8 con ngựa đấy, một bức 8 con ngựa. Tôi giới thiệu một bức rồi. Sắp tới là sẽ hoàn thiện vài bức nữa. Đây là bức để bàn thôi, đục ngựa để bàn đó. Bây giờ đến giới thiệu đến con này. Con này thì cả bức này cao phải đến 50. Đây này. 50, 48. Cao 48. Từ dưới đế xuống lên đầu con ngựa là 48. Chiều ngang. Đây là chiều mặt trước của nó này. Mặt trước có cái cây này các bác để ý này. Chiều ngang của nó, ngang to nhất là được. Được bước bao nhiêu? Để đo lại. 15.
Đó, 10 năm. Sâu vào bên trong. Rõ nhất là được 18. 18, 19 gì đấy. Tôi nhìn nghiêng đi các bác không nhìn được đâu. 18, 19. Đó. Cao 48 này. Ngang của nó 15 này. Sâu của nó là 18. Chắc nũa, nũa chắc. Bức này để bàn tuyệt vời luôn. Này, nũa này. Cái phần nũa thì để nguyên, giữ nguyên dáng nũa tự nhiên. Giữ nguyên như này. Núi đá. Đây phần này làm đuôi này. Đây, đuôi đây. Đuôi rất là đẹp. Đây, cho các bác xem mặt nha. Mặt này. Hàng cực kỳ là kỹ tinh xảo. Đục khá là chi tiết và kỹ. Kênh bong moi móc này. Đục ngựa là thường là gỗ chắc, người ta đục kỹ lắm. Nên là các bác yên tâm về chất lượng hàng. Rồi, bên tôi giao hàng trực tiếp tận nơi. Các bác nào mà muốn ở xa, muốn mà đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp để tôi có thể. Các bác thích hai bức nào, một trong hai bức này, nhanh tay thì đặt về để bàn làm việc, hoặc để phòng khách, hoặc để bàn uống nước, ngắm, sưu tập những cái con ngựa như thế này. Này là độc mã, ngựa chiến, tượng trưng cho sức mạnh. Rất là đẹp. Hai con đều hí. Bác xem một lần nữa, chi tiết một lần nữa. Rồi tôi sẽ kết thúc cái video này. Con này màu sắc và chất gỗ nó già hơn này. Chắc đỏ đen này, nó đẹp. Đèn bóng rồi mà giả. Bữa nay mà để bàn làm việc thì tuyệt vời, quá đẹp. Rồi, xin chào các bác nha.